Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 24 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Liên lạc hiệp đồng phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2015. Bình Xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hội viên phụ nữ. Hội người cao tuổi Vĩnh Tường tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đình Việt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy và 123 đảng viên tiêu biểu cho 329 đảng viên trong toàn đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 21% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một năm. Văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, với gần 92% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 8 trên 9 làng đạt làng văn hóa cấp tỉnh. Các chính sách xã hội giảm nghèo, giải quyết việc làm, công tác xây dựng đảng được quan tâm. Hoạt động chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đình Việt ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mong muốn trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình, các vùng trồng trọt sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào tháng 9 năm 2015. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Đảng bộ quân sự huyện Tam Đảo cũng vừa tổ chức đại hội Đảng bộ quân sự huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thái Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tam Đảo, bí thư Đảng ủy quân sự huyện. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy quân sự huyện Tam Đảo đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ động tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo lãnh chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội thống nhất phương hướng, lãnh đạo tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện Yên Lạc vừa tổ chức hiệp đồng phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, cứu sập năm 2015. Năm 2014, huyện Yên Lạc đã khắc phục và giảm thiểu tối đa mức thiệt hại do thời tiết gây ra. Công tác phòng cháy chữa cháy trong năm được thực hiện tốt. Trên địa bàn không để xảy ra nổ sập công trình nào. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm 2015 và bảo đảm an toàn cho các tuyến đê, hồ đập, tính mạng của nhân dân và tài sản của nhà nước, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn và lực lượng cơ động, trường quân sự quân khu 2, bệnh viện 109, công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, cháy, nổ, sập đổ công trình. Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung các tình huống trong kế hoạch hiệp đồng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập năm 2015 và tổ chức đi tham quan thực địa. Ngày 23 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 150 học viên. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, các kiến thức, thông tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, một số kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cơ sở, quản lý giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, nguồn tiết kiệm tại chi hội, việc thực hiện cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch và một số kỹ năng nghiệp vụ khác.
Ngoài ra, các học viên còn được nghe trao đổi chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thông tin báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, huyện. Qua cái lớp tập huấn này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là chị em sẽ nâng cao được lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội, từ đó mà vận dụng vào thực tiễn để làm sao triển khai phong trào thi đua và các cái nhiệm vụ trọng tâm của hội đạt hiệu quả. Thông qua những cái lớp tập huấn như thế này thì đối với cán bộ cơ sở hội chúng tôi thì thấy rất là thiết thực, và bổ sung thêm rất nhiều những kỹ năng, những kiến thức để phục vụ cho cái công tác hội, mà chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cấp hội cũng như là trung tâm chính trị của huyện mở thêm nhiều những cái lớp tập huấn như thế này. Qua lớp học, giúp các học viên nâng cao kiến thức, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đề ra. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vĩnh Tường tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam và tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015. 20 năm qua, Tổ chức Hội người cao tuổi huyện đã xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hội hiện có gần 29.800 hội viên sinh hoạt ở 200 chi hội. Hầu hết các hội viên người cao tuổi đều phát huy vai trò tuổi cao gương sáng cùng nhân dân trong huyện, giữ vững ổn định xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đã có trên 82% hội viên đăng ký tham gia các nội dung của phong trào và đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên đã vận động con cháu tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, hiến đất, góp công, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính đến cuối năm 2014, toàn huyện có gần 12.000 hội viên trực tiếp sản xuất kinh doanh dịch vụ. Có 80% hộ gia đình người cao tuổi đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tại hội nghị, có 8 tập thể và 32 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với Thành đoàn Vĩnh Yên tổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn hội đội năm 2015 và quán triệt Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7 cho trên 200 cán bộ đoàn hội đội các xã phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Một số điểm trong nghị quyết Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, lịch sử truyền thống của Đảng, đoàn, hội, đội, nghiệp vụ công tác tổ chức đoàn, tập huấn các kỹ năng thanh niên, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong sinh hoạt thiếu nhi, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, tập huấn nghi thức, nghi lễ đội. Lớp tập huấn đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội vững mạnh, thúc đẩy công tác thanh niên trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Phần cuối chương trình là chùm tin hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch vừa tổ chức giải thể thao công nhân viên chức lao động năm 2015. Giải thể thao gồm 3 môn thi đấu là cầu lông đơn nam, cầu lông đôi nam, bóng bàn đơn nam, bóng bàn đôi nam và cờ vua. Các vận động viên đến từ các đơn vị thuộc khối huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn huyện đã mang đến những pha cầu hay, những đường bóng đẹp và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giải thể thao đã tạo sân chơi giải trí bổ ích, lành mạnh, góp phần giúp cho đội ngũ công nhân viên chức lao động nâng cao thể chất, hoàn thành tốt công việc được giao. Kết thúc giải thi đấu, ban tổ chức đã trao giải cho những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc. Sáng 23 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức giải thể dục thể thao công nhân viên chức lao động Hội Cựu chiến binh huyện năm 2015. Với sự tham gia của 41 đội thi đấu 4 môn là cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và kéo co. Các trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Các vận động viên đã mang đến cho khán giả những đường bóng đẹp, những màn kéo co kịch tính, sôi nổi, pha cầu đẹp, thể hiện được tinh thần đoàn kết trong thi đấu. Giải thể thao đã tạo sân chơi bổ ích để công nhân, viên chức lao động và hội viên Hội Cựu chiến binh trong huyện có dịp giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Trên 100 vận động viên là hội viên cựu chiến binh đến từ 13 cơ sở hội trên địa bàn huyện Tam Dương
đã tham gia tranh tài ở các nội dung cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, các vận động viên đã thể hiện nhiều đường cầu hay, pha bóng bàn đẹp mắt, thu hút khán giả đến xem và cổ vũ. Giải thi đấu thể thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.